Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hiện tại thì Âu đang có mặt tại ngã tư siêu thị Vincom đó mọi người. Đây là nằm trên đường con đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa. Nếu mà chúng ta đi thẳng cái con đường này luôn á, thì sẽ ra cái vòng xoay Tam Hiệp đó. Ra vòng xoay Tam Hiệp thì nếu chúng ta rẽ phải là về thành phố Hồ Chí Minh, rẽ trái là về Trảng Bom, Hồ Nai, ra quốc lộ 1A đó mọi người. Rồi buổi chiều nay là lúc khoảng là 5 giờ chiều nên lưu lượng xe đổ về rất là đông. Nên cái con đường này á, thường thường là ban đêm mà những giờ cao điểm hoặc là những ngày lễ nữa thường thường rất kẹt xe luôn, nhất là đêm Noel. Nếu quý anh chị cô chú mà nếu đến tham quan và chiêm ngưỡng nhà thờ hay hang đá ở giáo xứ Tân Mai thì mình tranh thủ đến trước những cái ngày Noel đó. Chứ nếu mà đến ngay ngày Noel thì không chen chân không lọt, đông lắm. Hôm nay mình đi vào ngày 10 tháng 12 thì mình nghĩ chắc cũng giáo xứ Xuân Đạo Tân Mai cũng đang chuẩn bị đón Giáng sinh đó mọi người, đang chuẩn bị các hạng mục rồi trang trí này kia chắc đón Noel rồi đó. Đây. Ở cái đường Phạm Văn Thuận này là cũng là một trong những cái con đường chính của thành phố Biên Hòa. Bởi vì dân cư rất là đông đúc và rất là phát triển luôn. Đây, còn phía bên tay trái là mình quẹo qua là vô bệnh viện quốc tế Hoàng Mỹ mọi người. Mới có khoảng 5 giờ chiều thôi mà Âu thấy một số cửa hàng rồi hàng quán đã bắt đầu mở đèn lên mọi người. Trời không khí vào tháng này thì cảm thấy rất là se lạnh và ấm áp. Đó, trời vào tháng của mùa Giáng sinh nè, ra là rất là se là lạnh và ấm áp. Trời thì chiều mới 5 giờ thôi mà hết nắng rồi. Trời tháng 10 chưa cười đã tối. Trời tháng 5 chưa nằm tới sáng, ông bà ta đúc kết cái câu xưa kia rất là đúng luôn ha. Đó, giờ mình chuẩn bị qua phường phường Tân Mai. Ở đây em đang còn ra đường phường Thống Nhất nha mọi người nha. Rồi qua cây cầu này là tới cái phường Tân Mai rồi. Để vào nhà thờ giáo xứ Tân Mai thì chúng ta sẽ quẹo phải vào đây, vô cái phường Tân Mai này mọi người, vô cái cổng chào này. Giờ lúc nay là lúc buổi chiều nên hai bên đường người dân ở xóm Đạo phường Tân Mai này buôn bán rất là đông đúc luôn. Ở đây cuộc sống người dân rất là ổn định, buôn bán mắc các mặt hàng uống. Đây phía trước là ủy ban nhân dân phường Tân Mai, hai bên đường buôn bán nè, ăn các mặt hàng ăn uống nè. Ở cái phường Tân Mai này thì nổi tiếng nhất ở Biên Hòa đó là đặc sản là gỏi cá Tân Mai. Đấy. Buổi tối mà ban ngày thường thường là bán khoảng tầm 8 giờ đến 8 rưỡi là nghỉ rồi, không có bán khuya hơn đâu. Ai ăn gỏi cá Tân Mai thì phải đi sớm, tranh thủ đi sớm vào những cái giờ đó. Đây là cạnh cái trường trung học cơ sở nè, Lê Lợi. Trường trung học cơ sở Lê Lợi nè. Trong đây buổi chiều bán đủ các mặt hàng uống thì không thiếu cái gì ha. Bún nào, phở nào, côn. Qua cái trường trung học cơ sở Lê Lợi này chúng ta sẽ đến cái nhà thờ giáo xứ Tân Mai. Còn nếu đi thẳng luôn là đến cái khu nghĩa trang. Nhưng mà hôm nay Âu mời quý cô chú anh chị các bạn đến nhà thờ giáo xứ Tân Mai để xem cái không khí chuẩn bị để Giáng sinh ở nhà thờ giáo xứ Tân Mai như thế nào ha. Đây là quang cảnh xung quanh nhà thờ giáo xứ Tân Mai mọi người. Buổi chiều ở trước nhà thờ thì có bán những đồ ăn vặt nè. Các bạn, các anh chị ra đây ngồi uống, ăn uống nè, vui được, rất là vui vẻ luôn ha. Rồi, thì mình thấy xung quanh nhà thờ là
bao bọc bởi cái hàng rào mọi người. Thường thường thì vào luôn ban ngày thì cái cổng rào này sẽ đóng lại, chỉ có lúc mà những ngày như nhà lễ hoặc là tu bổ sửa chữa gì đó thì cái cổng rào mới mở cửa ra. Thì mình chắc này mình cũng đi hơi sớm một tí, trong ra mình phải đợi một tí xíu rồi mình xong rồi mình mới vô nhà thờ, mới vô trong khuôn viên để quay cho các chị xem được, tại vì giờ này là cái giờ mà còn đâu chưa có đến giờ lễ đó. Rồi mình sẽ đứng đây đậu xe đây, mình đợi một tí xíu, rồi chút xíu mình khi nào cái cổng rào này mở ra thì mình vào trong mình quay vô cô chú anh chị các bạn xem nha. Xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn, hiện tại thì Âu đang có mặt tại khuôn viên nhà thờ Xuất Sứ Tân Mai nè mọi người. Đấy. Đó, đây là quang cảnh xung quanh nhà thờ Xuất Sứ Tân Mai ha. Đây là khuôn viên nhà thờ Xuất Sứ Tân Mai thì rất là dài và rộng luôn. Đó. Cái Âu xa xa thì Âu thấy cái hình biểu tượng ngôi sao của nhà thờ đón Giáng sinh năm nay đều được kéo lên rồi nè mọi người. Rồi, phía dưới là có tượng thờ mẹ Đức Mẹ Maria ha. Còn cái bên tay trái thì có thấy một cái cây thông nè, cây thông màu trắng. Phía trước mặt nhà thờ thì Âu thấy có một cái sân khấu nè. Đang làm cái sân khấu ngoài trước cái nhà thờ nè. Còn xung quanh thì Âu thấy người ta dựng có những dàn giáo nè. Đang cũng chuẩn bị để mà làm những cái hạng mục để mà trang trí nhà thờ để mừng Giáng sinh đó mọi người. Khuôn viên nhà thờ thì trồng rất nhiều cây xanh nha, cao to, thấy chắc trồng rất là lâu rồi. Đấy, buổi trưa nắng thì mấy cái cây này để che cái xăng này chắc rất là mát luôn. Đấy. Đó, xung quanh đây trồng hai cái cây nè, đa số cây phượng cái gì đó. Đó, bên đây thì ba bốn cây, cây nào cây nó to không rồi. Rồi phía trước cổng chính của nhà thờ thì đối diện trường trung học cơ sở Lê Lợi ha. Trường trung học cơ sở Lê Lợi này thì có từ khi nào thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà rất là lâu rồi. Còn ở đây có thờ cái bức tượng là cái chữ gì đây? San Jose sơ người bắt ta CV 9,4. Bức tượng này. Còn phía bên tay trái nhà thờ là bên nhà hội Thánh Tâm nè. Các chú các anh đang kéo cái tấm bạt mừng Chúa Giáng sinh lên nè, nó đang trang trí mọi người nha. Đấy, hôm nay bắt đầu trang trí rồi làm các hạng mục để đón Giáng sinh này nè, đang kéo lên. Đó, bên đó là nhà hội Thánh Tâm. Xung quanh khu vực ở đây thì các nhà dân ở xóm đạo Tân Mai đây người ta cũng có một số nhà đã bắt đầu trang trí rồi nè, chuẩn bị mừng Giáng sinh mọi người. Còn phía bên đây là nhà hội thánh nè. Phía trước thì Âu có thấy thờ Chúa Giêsu, Chúa Giuse và Chúa Giêsu. Đấy, còn cái ở trên lầu 1 thì có trang trí những cái đèn nè, kim tuyến nè. Rồi có cái những cái quả trân châu nữa. Đó, có cái hang đá đằng trước nè. Rồi ông nghĩ chắc nếu một khoảng một tuần nữa thì vô đây quay ban đêm chắc rất là đẹp luôn mọi người. Rồi mình sẽ vào bên trong tí xíu mình quay cho quý cô chú anh chị xem quang cảnh xung quanh nhà thờ ha. Đây phía trước đây có một cái sân khấu trang trí khá là rộng luôn. Đây. Tí đêm Noel này chắc là làm để rồi hát hò ở đây hay quá. Rồi mình sẽ đi vô bên đây để mình xem coi. Chúa Giêsu và Chúa Giuse. Rồi ở đây bên tay phải thì có thờ Đức Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Hồi nãy thằng em nó chỉ, không biết có phải không. Rồi. Ở phía bên trong đây có thờ tượng Thánh Makido. Nãy em nó nói thờ tượng Thánh Makido cầm cái thánh giá nè mọi người. Rất là linh thiêng ha. Rồi ở đây có cái cuốn sách nè các em nó học nè, có thờ thánh đó Makido và Chúa Giêsu. Còn phía bên trong đây là cái thánh đường mọi người. Đây mình đi thì có em nó đang thấy mình quay nhà thờ nên ra là đi theo nó hướng dẫn.
Đây là thánh để nè, các cô đang cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện ha. Rồi mình sẽ sang khu vực phía bên tay trái của nhà thờ để mình quay xung quanh cho quý của chú anh chị các bạn xem ha. Ở đây có một cái bảng nè, thánh đường xứ Tăng Mai, dân kính trái tim tim mẹ Maria, được xây dựng năm 1954 nè, trùng tu năm 1958 đó, tu bổ kỳ 1 ngày 19 tháng 3 năm 1980, rồi lễ tạ ơn làm xong là ngày 6 tháng 7 năm 1996. Còn phía bên đây là có thờ tượng là cái này cha dòng á mọi người, Đức Cha, thờ tượng Đức Cha quá. Có cầm cái cuốn sách, có hình thánh giá này, rất là linh thiêng ha. Tượng rất là đẹp luôn. Của phong thư của khoa đã bục. Ok, hay đi đi bên cái này là đỉnh chống đỉnh một á. Nếu chữ con đỉnh một là một số danh sách thiếu nhi ở lại. Dạ, nó rất là thiếu thiếu muốn gì. Thiếu nhi. Ở bên đây là thông báo dự tiễn người dự tu, dự tu và khen thưởng. À, các bạn có bản thông báo ở đây. Cái nhà dòng phía bên nhạc đoàn nè, lên nhà kèn, nhạc đoàn ở phía Tân Mai. Bên kia còn cái bên cái lọc quá trời nhà thờ mới lắm, mới xây nên không biết đâu. Chờ được. Chờ cái tiếp video đây. Rồi đây tất cả là cái hình ảnh, cái quang cảnh ngày 10 tháng 12 năm 2020 về nhà thờ giáo xứ Tân Mai để chuẩn bị đón mừng Noel nha mọi người. Cảm ơn tất cả của cô chú anh chị bạn quan tâm và theo dõi video nãy giờ nha. Mình chắc dừng video ở đây, hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.